Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Chiều nay thì Hà Nội trời đã nhiều mây và lạnh hơn rồi. Chị Phương không biết là không khí lạnh thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Hà Nội cũng như ở miền Bắc ạ? Dạ vâng, thưa anh, dự báo là đến khoảng sáng sớm mai khi mà không khí lạnh tăng cường xuống thì sẽ làm cho thời tiết của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ chuyển rét. Còn vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì trời sẽ lạnh hơn đấy ạ. Cụ thể là nhiệt độ trưa mai ở phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 2 đến 4 độ C so với ngày hôm nay. Nhiệt độ của thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hạ Long, Lạng Sơn, Cao Bằng hay là Bắc Cạn khoảng từ 22 đến 24 độ C. Còn phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ tương đương so với ngày hôm nay khoảng từ 25 đến 29 độ C. Gió đông bắc của không khí lạnh tương tác với địa hình miền Trung lại kết hợp với nhiễu động gió đông sẽ gây một đợt mưa lớn trên diện rộng cho khu vực này. Tại Thanh Hóa và Nghệ An thì mưa sẽ tập trung trong ngày mai cho đến sáng của ngày 5 tháng 11 với lượng mưa khoảng từ 50 đến 100mm và có những nơi lượng mưa có thể vượt cả 150mm. Còn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì mưa xối xả hơn. Lượng mưa từ chiều tối nay cho đến chiều của ngày 5 tháng 11 phổ biến trong khoảng từ 150 đến 250mm và có những nơi lượng mưa sẽ còn vượt cả 400mm. Đáng chú ý là mưa lớn khả năng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày và có thể mở rộng xuống cả đến Bình Định nữa. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp từ Hà Tĩnh trở xuống tới Bình Định và đặc biệt lưu ý với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào tới Quảng Ngãi. Vậy nên là bà con cần liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ, hãy chủ động kê cao đồ đạc, di dời đến nơi an toàn nếu như nhà ở của mình không đảm bảo chống lũ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có mưa dông rải rác trong chiều và tối mai. Lượng mưa ở đây khoảng từ 15 đến 30mm và có những nơi lượng mưa có thể vượt trên 60mm. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thành phố Hà Nội hai ngày đầu tuần trời có mưa do không khí lạnh tăng cường. Ngày mai nhiệt độ buổi trưa khoảng 23 độ C. Đến thứ ba không khí lạnh dồn sâu xuống, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống còn 20 độ C, trời rét cả ngày lẫn đêm. Thành phố Huế nằm trong vùng tâm mưa của miền Trung, tiếp tục có mưa to trong hai ngày đầu tuần. Nhiệt độ buổi trưa không vượt quá 24 độ C, trời lạnh. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa dông về chiều hai ngày cuối tuần, có lúc mưa to, ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ C.